Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái sự kiện Eurogroup giải thưởng là 100.000 cái đồng GMT hiện tại đang có sự kiện trên cái sàn 8V này. Thì cái đồng GMT nó là cái đồng Step N hiện tại đang rất là hot trên thị trường và nó có giá khoảng là 3,3 đô trên một đồng coin nha. Rồi ok, thì khoảng thời gian diễn ra sự kiện này sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 cho tới ngày 1 tháng 5. Chi tiết sự kiện thì nó sẽ có hai sự kiện. Thứ nhất đó là dành cho người dùng mới đăng ký nhận đồng GMT Airdrop, thì người dùng đăng ký và hoàn thành xác minh điện thoại và email trong thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ nhận được tổng giải thưởng sẽ là 50.000 đồng GMT. Và tiếp theo nữa thì trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu như mà bạn đáp ứng những cái yêu cầu sau đây thì bạn có thể chia sẻ một cái giải thưởng là 50.000 đồng GMT. Thì bạn sẽ cần phải nạp tiền không dưới là 1.000 đô và khối lượng giao dịch hợp đồng tích lũy là không dưới 500 đô. Tức là bạn sẽ cần phải nạp tiền là 1.000 đô nha. Và thứ hai đó chính là bạn sẽ cần phải đi giao dịch trade coin là khoảng hơn 500 đô. Đó, thì cái sự kiện thứ hai này nó khá là khó đối với người mới. Chúng ta không có quá nhiều vốn thì mình khuyên các bạn nên tham gia sự kiện đầu tiên thôi nha. Chúng ta đi đăng ký, xác minh điện thoại và email trong thời gian diễn ra sự kiện này thì các bạn sẽ được ăn chia tổng giải thưởng là 50.000 đồng GMT. Và mình sẽ sử dụng điện thoại để mình hướng dẫn cho các bạn cái sự kiện này. Mình sẽ để cho các bạn cái đường link tải cái app V8 này bên dưới phần mô tả video. Sau khi mà các bạn đã tải app thành công, các bạn chọn cho mình vào cái ô hình người ở đây. Sau đó các bạn chọn cho mình cái ô là Language để chúng ta chuyển nó từ tiếng Anh sang tiếng Việt nha. Rồi ok, sau khi mà đã đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt, các bạn chọn cho mình vào ô đăng ký. Tại đây các bạn chọn cho mình là ô đăng ký nha. Rồi ok, ở đây thì chúng ta sẽ đăng ký bằng cách nhập tên tài khoản này, sau đó nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu cho mình là ok. Sau đó các bạn chọn cho mình ô đăng ký. Ở đây là mình đã đăng ký thành công và tiếp theo các bạn chọn cho mình ô đăng nhập. Để đăng nhập được thì bạn sẽ cần phải điền mật khẩu vào đây nha. Ok, mình đã đăng nhập thành công vào tài khoản V8 của mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ cần phải đi bấm cho mình vào ô là cài đặt hệ thống bảo vệ. Ở đây chúng ta sẽ đi ràng buộc điện thoại và ràng buộc email. Cái phần này các bạn chọn cho mình đó là Việt Nam. Tiếp theo thì các bạn hãy điền cho mình số điện thoại vào đây nha. Các bạn chọn cho mình ô gửi mã. Ở đây các bạn ấn cho mình chữ nộp nha. Rồi ok, số điện thoại của mình đã được liên kết thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ đi ràng buộc email. Các bạn sẽ nhập cho mình cái địa chỉ email của bạn vào cái phần này. Sau đó các bạn chọn cho mình ô gửi mã. Ok, ở đây thì mình đã nhận được địa chỉ email. Mình sẽ copy cái mã này. Sau đó thì mình sẽ dán vào cái phần mã xác nhận. Ok, ở đây thì mình ấn nộp. Ở cái phần xác minh thứ cấp này thì chúng ta sẽ đi xác minh lại cái số điện thoại một lần nữa nha. Sau đó các bạn chọn cho mình ô nộp. Rồi email của mình đã được liên kết thành công. Vậy là mình đã liên kết được email và số điện thoại vào đây. Chúng ta đã đủ điều kiện để ăn chia là 50.000 cái đồng GMT. Hiện tại đồng GMT đang có giá rất là cao, khoảng 3,3 đô nha. Và mình hy vọng rằng là chúng ta sẽ không bỏ qua được cái sự kiện lần này.